nhằm mục đích Phó tổng cướp thống, tài con sản. xin với các bạn Sau khi Nghĩa một bị bắt, Hoàng Thị Yến mặt cũng kính được đồng triệu tập hồ lên cơ quan điều của tra để lấy Elizabeth lời FI khai. mã vua nha Yến quý vị. khai quen Nghĩa đã 3 năm, Yến hay chơi game online và quen Nghĩa trên mạng. Nghĩa là người chu đáo, rất chiều chuộng Yến, lại là mối tình đầu nên tình cảm Yến dành cho Nghĩa.